Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2019 là thứ tư. Thì như theo chương trình đã thông báo trước thì tôi lại có mặt ở đây, ở ngay một cái auto house, tức là một cái hãng bán ô tô của Chevrolet. Và ở đây chúng ta cũng đã có mặt vào cách đây đúng một thời gian, khi mà công ty VinFast cho ra đời dòng xe VinFast Fadi. Đó là vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Và cũng ngay ngày hôm đó thì chúng tôi đã tìm hiểu thông tin và đã cung cấp kịp thời cho những người dùng ở trong nước, cũng như là những bạn bè hoặc là những cái người Việt Nam ở khắp thế giới, để biết cái thông tin sự thật về chiếc xe VinFast Fadi như thế nào. Và sau lưng tôi đây, đây là chiếc xe Chevrolet mà chúng tôi đã quay từ hôm 17 tháng 6 năm 2019, và cho đến hôm nay thì cũng chưa ai hỏi mua cả. Chính vì vậy là tôi đã quay lại đây để cùng quay đúng cái địa điểm này, cái nơi mà cách đây chúng ta một thời gian chúng ta đã quay. Và từ thời gian đó đến nay thì đã xảy ra rất nhiều những cái biến cố khi công ty VinFast cho ra đời và bắt đầu bán dòng xe VinFast Fadi. Ngay từ đầu, rất nhiều người đã đặt câu hỏi khi được biết rằng chiếc xe VinFast Fadi đó được sản xuất dựa theo cái dây chuyền cũ và lạc hậu của Chevrolet, mà nơi mà đã hãng GM đã không còn sản xuất từ năm 2016, tức là họ chỉ sản xuất trong vòng 5 năm và bán trong 5 năm từ năm 2011 cho đến 2016. Và sau đó rồi thì những chiếc xe như thế này, là Chevrolet thế này, đã không thể bán được nữa, và toàn bộ những cái sản phẩm của Chevrolet đã phải rút khỏi thị trường châu Âu. Và những cái chiếc xe còn lại, như ở đây các bạn thấy là chỉ còn duy nhất một chiếc xe của Chevrolet còn lại ở đây. Tất nhiên đây là xe đã được dùng rồi, thế nhưng mà những cái người mua khi họ mua xe mới, thường họ sẽ đem cái xe để đến để họ đổi lấy chiếc xe của Chevrolet lại khác, hoặc là cái loại mà cao cấp hơn, đó là những cái dòng xe mà của Đức và của Nhật, đấy là cùng giá thành nhưng mà chất lượng nó lại đảm bảo hơn. Thì đấy là cái thông tin xin cung cấp cho các bạn cùng biết. Và ngoài ra thì dòng xe này hiện nay đang một số chiếc xe vẫn còn tồn tại ở Đức và châu Âu, bởi vì là những cái người mua trước đó đã đăng ký và họ vẫn tiếp tục được lưu hành, mặc dù là cái tiêu chuẩn Euro Zulassung, tức là Euro của nó còn rất thấp, tức là tiêu chuẩn Euro rất thấp và không đáp ứng được cái tiêu chuẩn như hiện nay là Euro 6. Và cũng những chiếc xe khác thì cũng đã được bán sang những thị trường không được ưa chuộng, tức là họ có thể dễ tính hơn với dòng xe dạng như thế này. Đấy là thị trường bên Liên Xô, bên Nga, hoặc là bên những nước Đông Âu lạc hậu, hoặc là sang châu Phi, và thậm chí là có thể về Việt Nam. Mà cụ thể thì trong thời gian vừa qua, công ty VinFast đã sản xuất và dùng những cái thiết bị hoặc là dây chuyền công nghệ mà máy ở trong đó là của GM. Và cái dòng xe đấy thì theo báo Tuổi Trẻ đăng là họ dựa trên cái thiết kế của Chevrolet. Thì đây là chiếc xe Chevrolet duy nhất ở đây đang còn lại mà các bạn đang nhìn. Và bắt đầu những cái dòng xe đó khi sản xuất ở Việt Nam thì trong một thời gian rất ngắn, gọi là thần tốc, đã đưa ra thị trường để bán. Và điều đó cũng đem lại cái hậu quả rất tai hại mà các bạn cũng đã thấy trong suốt cả quá trình tường thuật vừa qua. Chúng tôi luôn luôn thông tin cho các bạn để các bạn biết. Đó là việc mà dòng xe này, tức là dòng xe Chevrolet, sau khi được dán mác khác ở trong nước, đã được bán ra với giá rất cao, là trên 400 triệu đồng Việt Nam. Và ngoài ra thì cái chất lượng của nó lại không được kiểm định một cách độc lập. Chính vì vậy mà bắt đầu xảy ra những cái vụ việc nghiêm trọng, là như là chảy dầu hoặc là chảy nước vào trong xe. Đấy, như các bạn đã thấy những cái thông tin mà chúng tôi đã đưa liên tục trong những ngày hôm qua. Đây là hình ảnh của một cái người tên là chị Linh. Chị đã chia sẻ là chiếc xe mới chạy được có 79 cây số và đã bắt đầu là chảy dầu rồi và không thể đi tiếp được nữa. Và hiện nay hãng VinFast là phải đưa về để tiếp tục sửa, và chưa biết là chiếc xe này sau khi sửa xong có đi được không và đi như thế nào. Thì đấy là cái điều mà cần phải tiếp tục theo dõi tiếp. Đấy, thì đấy cái điều đấy. Và đặc biệt là chiếc xe này, sau khi tôi cũng đã vừa làm việc với cả bên hãng xe Chevrolet ở đây, thì tôi đã cho họ xem những cái chiếc xe bị chảy dầu, rỉ nước như thế này. Thì họ nói với tôi rằng họ đã xem rất kỹ, và họ nói với tôi rằng là với những chiếc xe như thế này thì nếu mà ở Đức thì lập tức là sẽ phải đình chỉ bán ngay, không được bán những chiếc xe như thế này. Và cái cơ sở, cái nơi mà đăng ký ô tô, tức là Zulassung, tức là nơi được phép đăng ký của chính quyền thành phố, họ sẽ ngừng đăng ký những dòng xe như thế này ngay lập tức. Bởi vì là nó, khi mà nó không đảm bảo được cái chất lượng, và khi mà không có cái kiểm định thì nó sẽ gây ra rất nhiều hậu họa. Và cái ông mà kỹ thuật viên ở đây mà tôi đã trao đổi trước khi làm cái chương trình livestream này, thì ông ấy nói rằng là cái này, lỗi này là rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Các bạn thấy
dầu mỡ chảy đầy ra và chảy sạch luôn. Đấy, và đèn báo rồi là rồi ngoài ra là mới chạy được có 79 km. Đấy. Thì với cái lỗi này theo như ông kỹ sư ở đây, đây là tôi đưa cho các bạn xem cái visit của ông ta. Thì đây là cái visit của ông ta. Tôi sẽ quay cái camera lát nữa quay để các bạn đọc được cái chữ cho nó đầy đủ. Đây là visit của ông ta. Đấy, đấy, và thì với cái hãng đây là họ bảo hành cho Chevrolet, đây Chevrolet đấy ạ. Và logo Chevrolet rất rõ ràng. Đấy, đấy. Nhá, để lát nữa tôi sẽ quay camera để các bạn đọc được tên. Đấy. Thì ông ta nói rằng là ở đây này, thì ông ta nói rằng là với những chiếc xe như thế này thì không thể được lưu hành và lập tức phải thu hồi ngay lập tức. Và những cái người mà mua những chiếc xe này sẽ được bồi thường thiệt hại. Và những cái ngân hàng mà cho những người này vay tiền thì cũng sẽ không ai cho vay tiền để mua chiếc xe bị hỏng thế này nữa. Đấy, các bạn thấy nó rất nguy hiểm ở chỗ là cái ông thợ cả ở đây ông vừa nói cho chúng tôi biết là với chiếc xe như thế này thì nguy hiểm ở chỗ là khi mà chiếc xe này mà chảy dầu chảy nước sạch như thế này mà đi ra trên đường, tức là đường cao tốc ấy, các bạn tưởng tượng là đường cao tốc và đi với tốc độ khoảng 150-160 cây số giờ thì nó sẽ bốc cháy, máy nó sẽ bốc cháy. Đấy, đấy ông ấy nói rõ ràng như thế. Trước khi cái chương trình này tôi đã hỏi ông ta rất kỹ, máy nó sẽ bốc cháy và cái người mà đi ô tô này sẽ không lái được xe nữa, tức là nó không điều khiển được nữa, bốc cháy. Và tốc độ cao như vậy thì nó sẽ đâm vào trong cái lan can của đường cao tốc, hoặc nó lăn lộn, nó cháy bùng lên và không thoát ra được. Bởi vì khi máy nó hỏng, thậm chí là nổ. Đấy, thì đấy, điều đấy rất nguy hiểm. Thì những cái việc này, thì như ông ta đã nói rằng là những cái chiếc xe như vậy là phải thu hồi ngay lập tức, chứ không thể được lưu thông nữa. Và như ở bên Đức thì người ta sẽ đình chỉ cho đăng ký những chiếc xe này ngay lập tức để bảo vệ cái an toàn, cái tính mạng của cái người mà mua chiếc xe này hoặc người lưu thông trên đường khi gặp đi cạnh những chiếc xe như vậy. Bởi vì nó sẵn sàng bất cứ lúc nào, nó giống như là những cái xe thiêu thân, bất cứ lúc nào nó cũng có thể lao vào trong vào những số xe khác, lao vào người phương tiện đi đường khác, lao vào những cái người phụ nữ trẻ em đi bộ ở trên những cái đường đó, hoặc là đi xe máy bên cạnh đấy. Nó mất lái bởi vì sao, những cái bộ phận mà điều khiển như máy móc nó bị cháy rồi thì không có một cái cách nào là có thể dừng được xe không, thì cái đấy là rất là nguy hiểm, bởi vì là nó sẽ gây cháy nổ. Thì đấy là cái thông tin mà tôi vừa được biết qua một cái ông thợ Meister ở đây. Thì ông, tức là cái người thợ cả ở đây, ông ta đã nói cho chúng tôi biết là cái điều đó. Đây là cái visit carter của ông ta, và lát nữa tôi sẽ quay xuôi camera để các bạn nhìn thấy là cái tên tuổi của cái người này, để các bạn biết. Thì đấy là cái điều rất nguy hiểm ở chỗ là khi mà chiếc xe mà không có đảm bảo chất lượng mà dầu mỡ như thế này mà mới chạy được 79 km. Và ông ta cũng rất ngạc nhiên, cái ông thợ cả ở đây, ông ta cũng rất ngạc nhiên ở chỗ là tại sao chiếc xe lại có thể đi bán chiếc xe mà với số lượng km quá ít như thế này mới chạy được 79 km mà đã hỏng thế này rồi. Thì điều đấy là rất nguy hiểm ở chỗ là nó sẽ tiếp tục gây tai nạn và gây ra những cái chuyện khác nữa. Đấy, các bạn thấy mới được 79 km thôi. Đấy, tôi cũng đưa cho ông ta xem cái hình ảnh mà chúng tôi chụp và cắt ra từ ảnh của báo chí trong nước. Thì mới được 79 km mà đã như thế này rồi thì rất nguy hiểm, và phải đình chỉ ngay, dừng ngay và không được đăng ký cho những chiếc xe này nữa. Và những cái người đã lỡ mua về chiếc xe này rồi thì phải đem lại hãng để sửa và giả lại ngay. Đấy, hoặc là những cái đại lý đã mua những xe này rồi để bán thì cũng phải làm việc với công ty VinFast để có cái điều kiện bảo hành, bảo trì, và quyền lợi khách hàng và cái sức khỏe của khách hàng, tính mạng khách hàng là rất quan trọng. Đấy, chứ không phải là chỉ có bán đi để lấy tiền. Bởi vì cái việc mà sản xuất như các bạn đã nói biết là cái sản xuất mì tôm như ông Phạm Nhật Vượng trước đây ông làm ở bên Ukraine, nó khác hoàn toàn với chuyện mà sản xuất một cái ô tô. Đấy, đây là chiếc ô tô mà các bạn thấy, chiếc ô tô Chevrolet cùng một cái dòng như vậy. Thì ở đây họ bán chỉ có là giá rất là thấp thôi, chỉ có là 5.123 euro, tức là trị giá khoảng 133 triệu đồng Việt Nam. Đây, đấy, thì rất thấp thôi. Đấy, thế nhưng mà cùng với loại xe, cùng với dòng xe đó thì VinFast Fadi là bán 395 triệu, tức là giá là giá nét thôi ạ. Giá nét thì có nghĩa là nó còn cộng thêm cái nọ, cộng thêm cái kia nữa thì nó sẽ tăng cái giá trị lên rất nhiều, có thể đến 4, có người nói với tôi là khoảng 500 triệu mới đi được anh ạ. Thế thì không ai mua cái xe 500 triệu cả, mà trong khi đó là chất lượng nó chưa được bảo hành, được kiểm tra cẩn thận. Và đấy, các bạn cũng đã thấy những cái lỗi bắt đầu phát sinh rồi, từ những cái lỗi rất là nghiêm trọng như là lỗi về yếm, tức là không lắp những cái chắn xe, chắn bùn cho xe ở bên trong. Thì cái này cũng lỗi sơ đẳng, lỗi này rất sơ đẳng. Tôi cũng vừa cho ông thợ cả, ông ở đây ông ấy xem, tức là ông ấy nói rằng là cái này là không thể chấp nhận được, bởi vì là không ai bán cái xe mà hốc hoác, chống hết chống hoác như thế này, ở không có bọc chắn bùn lốp ở bên trong như thế này thì nó sẽ bắn vào các thiết bị khác và nó sẽ gây ra những cái hậu quả khác kèm theo, như là rắc bùn rồi là khó lái, thậm chí mất lái luôn.
rồi đường xá là đi đường ở Việt Nam là rất là bẩn, mà nó bắn vào bùn, nó bắn vào đèn gió, đèn không nhìn thấy nữa, thì cái xe đằng sau đâm là sẽ tai nạn. Và những cái tai nạn này chắc chắn là rất thương tâm, bởi vì là khi mà đi ở tốc độ cao, các bạn tưởng tượng thêm hơn 100 cây số giờ, mà nếu vì lý do gì đấy cái xe đằng trước nó trục trặc, nó dừng, máy nó hỏng hoặc là dừng trục trặc gì đó, thế mà cái xe đằng sau không nhìn thấy, thế họ cứ lao lên họ đâm vào trong cái xe đằng trước, thì với tốc độ mà hơn 100 km/h mà đâm đằng sau đít xe đằng trước thì cả hai xe là sẽ tan nát luôn, và thậm chí là cháy nổ luôn mà không thoát ra được nữa đấy. Và nhiều xe dồn lại nữa, bởi vì khi trời mưa mù thì cái khoảng cách với xe với nhau thì nó rất là ngắn thôi, thậm chí có đường cua nữa đấy, thì cái chuyện đấy là rất nguy hiểm, là khi mà những cái lỗi như thế này xảy ra, mà lỗi các bạn nhìn thấy ngay từ đầu của những người mua đã nhìn thấy, đã phát hiện ra là không có chắn bùn phía trong của cả bốn lốp luôn đấy, là lỗi rất sơ đẳng mà không ai mà làm sản xuất xe làm như thế này cả. Và bây giờ thì các bạn cũng đã thấy cái lỗi tiếp theo là lỗi về máy móc thiết bị, mà lỗi về máy móc thiết bị là cái lỗi mà không thể sửa được, bởi vì là lỗi này là lỗi cơ bản rồi đấy. Các bạn thấy những cái người ta đã chia sẻ những cái hình ảnh như thế này để cho chúng ta cùng xem, thì các bạn cũng đã xem thấy rồi, lỗi này không thể sửa được ở chỗ là theo như cái ông thợ cả đây, ông ấy cũng là cái hãng xe này, ông nói rằng lỗi là lỗi sơ đẳng về máy móc, tức là khi mà máy móc, tức là giống như trái tim, một cái trái tim của một cái con người ấy, mà nó đã bị thủng, nó bị hỏng rồi ấy, thì là không ai đi mua một cái xe mới mà nó lại hỏng một cách ghê gớm như thế, hỏng cách khó tưởng tượng như thế. Và ông ta ở đây thì ông ta cũng lắc đầu, ông bảo thôi chịu, cũng không biết tại sao Việt Nam chúng mày lại sản xuất và bán được những cái chiếc xe như thế này, mà lại vẫn ở Đức nếu như thế này thì lập tức là những chiếc xe như vậy là lập tức là bị thu hồi ngay lập tức, và không ai người ta cho phép bán những chiếc xe mà dầu mỡ từ trong máy mới chạy được 79 km đã chảy tung tóe ra đấy, và ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng những cái người mà lái xe này, và ảnh hưởng đến cả cái tiền túi tiền, tức là người ta mua một chiếc xe thì người ta hy vọng rằng là chiếc xe đó là phải chạy tốt, nhưng mà chiếc xe đó mua về nào là không có chắn bùn chui vào trong, nước nó chui vào trong, rồi nào là máy bây giờ đến mức mà máy hỏng, máy là có vấn đề đấy, là bị dầu tràn hết ra ngoài, và nước gọi là người ta tạm gọi là cái công ty VinFast ấy, họ nói rằng là nước làm mát bị chảy ra ngoài đấy, là họ nói vậy. Nhưng mà cụ thể thế nào thì cái người mà tên là Linh này, người ta đang tiếp tục, người ta có phản ứng. Tôi đã nhận được cái thông tin của chị Linh này, chị nhắn tin rồi, thế nhưng mà trong cái lúc trên đường đi đến đây thì tôi chưa kịp in ra cho các bạn biết. Thì cái chị Linh này, chị cũng rất thắc mắc, chị bảo là chị không tin rằng cái xe của chị là chỉ bị cái nước đấy đâu, mà chắc chắn là bị dầu bị vỡ ra và chảy dầu ra ngoài hết rồi. Mà như vậy, mà dầu như vậy thì rất nguy hiểm, ở chỗ là cái xe mà chảy dầu thì không còn nói gì mà để mà nói nữa. Thì đấy, thì đây là cái chiếc xe mà của VinFast Fadi đã vội vàng trong thời gian quá ngắn để đưa ra để bán, lắp thiếu tất cả các loại phụ tùng quan trọng nhất, ngay cả máy cũng thiếu. Thế ngày hôm nay thì ở trên phương tiện truyền thông thì có một người ta cũng đã chia sẻ, một anh ấy nói rằng anh ấy làm 30 năm làm sửa ô tô, thì anh cũng phân tích ra theo cái điều tra của tờ Thời Báo nói rằng là chiếc xe VinFast Fadi này là 4 máy, tức là được lắp thêm một máy so với chiếc xe Opel Car ở bên Đức. Đây là chiếc xe Opel Car mà các bạn nhìn thấy, xe Opel Car là xe của Đức, lắp ở Đức đây. Thì đây là xe Opel Car, và đấy, thì cái xe này ấy, thì là ở bên Đức họ đã lắp, và họ chỉ lắp có 3 máy thôi. Đây các bạn nhìn thấy 3 máy. Và tại sao phải 3 máy? Bởi vì là với 3 máy như thế này ấy, thì các bạn mới biết rằng là đạt cái tiêu chuẩn về môi trường, tức là mới được Euro 6 và nó cũng đủ công suất để chạy rồi. Thế nhưng mà xe, cái dòng xe này là cũng của GM, của Opel Car của GM, và cũng giống như Chevrolet là cũng của GM, thì họ lắp như vậy. Thế nhưng mà hiện nay mang về Việt Nam thì công ty VinFast thì lại đem lắp thêm, làm thêm một cái máy nữa, là máy thứ tư đấy. Và máy thứ tư thì có nghĩa là thêm một cái xi lanh nữa và thêm máy nữa, mà những cái phụ tùng bên trong, ví dụ đi kèm rất cái vấn đề rất quan trọng đấy là hộp số chẳng hạn. Cái hộp số mà không được thay đổi, thích ứng, không được thử cẩn thận, thì khi mà các bạn biết rằng khi mà không được thử cẩn thận ấy, thì chắc chắn rằng là sẽ khi mà vận hành với tốc độ cao, cường độ cao, với vòng quay lớn ấy, thì họ sẽ bị có những cái vấn đề rất nghiêm trọng, đó là việc là cái xe đó với cái máy với tốc độ cao vậy thì cái phần hộp số nó không thích ứng, mà không thích ứng thì nó có thể phá vỡ hộp số, nó làm nóng dầu, bốc hơi dầu và tràn ra ngoài. Thì đấy là một cái giải thích của một cái người mà sửa xe lâu năm ở bên Mỹ, họ nói như vậy. Và chính vì vậy mà đã xảy ra cái việc mà cái chiếc xe VinFast Fadi này vừa chạy được 79 km thì đã bị tràn hết dầu ra, tràn nước ra, và bây giờ phải cẩu đi để sửa. Thì cũng ông Meister này, ông thợ Meister này, ông tên, tôi đọc tên luôn cho các bạn biết, ông là Alex Rund, đấy là
tức là ông Alex Rune. Đây Alex Rune, đây là nó hơi ngược nhưng mà thôi, tôi cứ rơi các bạn biết. Đây là visit của ông ta, ông ta làm cho hãng, cũng là bảo hành hãng Chevrolet, các bạn nhìn thấy ở góc trên cùng đấy. Thì ông này, ông Alex Rune này, tôi đã hỏi nói chuyện rồi, thì ông ta nói rằng là một chiếc xe mà mới ra đời mà bị lỗi như vậy là quá nguy hiểm, là không thể được lưu thông và phải dừng, đình chỉ mọi cái sản xuất, cũng như đình chỉ việc bán ra và đình chỉ mọi cái đăng ký, và phải thu hồi toàn bộ những cái xe như vậy lại, vì nó quá nguy hiểm cho người đi đường, quá nguy hiểm cho những cái người đã mua chiếc xe này, và không ai chấp nhận một cái chiếc xe nó lại như thế mà lại xem đang mới tinh. Thì đấy là cái điều mà các bạn nên lưu ý để biết khi mà xem, mua hoặc là sử dụng, hoặc là những cái bạn nào đã chẳng may mua phải chiếc xe này rồi á, thì cũng phải có cái suy nghĩ để làm sao cho nó an toàn. Có thể tạm thời là mua nhưng mà tạm thời chưa đi, để trong kho đã, ví dụ để trong chỗ nào đó để cho cái công ty VinFast này họ thu hồi, hoặc là họ có cái kế hoạch làm sao cho nó chắc chắn an toàn đã. Chứ bây giờ với chiếc xe mà mới chạy 79 km mà tung hết cả dầu cả nước ra rồi, chưa kịp chạy ra đường cao tốc nữa đấy, mà thì rất nguy hiểm. Và đây là cái việc này ấy, là cái lỗi này là lỗi tức là lỗi toàn bộ cái hệ thống đó, toàn bộ các xe đó đấy, nhiều xe bị như thế chẳng hạn, thì đấy là cái lỗi có hệ thống. Mà lỗi hệ thống thì như vậy là không phải chỉ một chiếc xe, mà tất cả chiếc xe bán ra đều bị như vậy, chưa bị thì sẽ bị đấy. Và ngay cả cái việc mà cái lỗi mà chắn bùn cũng, các bạn cũng đã thấy là không hề là không phải ở một xe, mà chúng tôi cũng cho người đến tận những cái xưởng ô tô, tại xưởng bán ô tô cho VinFast ở Hà Đông, họ đã hỏi và họ chụp được những hình này từ lúc trước rồi, từ trước khi mà nước nó vào xe mà bị những người khác phát hiện ra, người mua xe thì đã thấy là cái bên trong cái chắn bùn này là không hề có, chống hoác như này. Thì cái ông thợ ở đây ông ấy cũng nói rằng là không ai làm bán xe kiểu như thế này cả. Đây là chiếc xe rất lỗi, rất nguy hiểm. Và với cái lỗi như thế này thì thông thường ở bên Đức là phải thu hồi ngay lập tức, không được phép bán ra như thế này. Đấy, thì đấy là cái điều mà các bạn cũng nên có cái suy nghĩ, để các bạn có cái quyết định phù hợp với cả cái việc của mình khi mua xe. Thì đây các bạn cũng đã thấy, chắc chắn cũng đã thấy là trong cái những cái đây hình cái xe mà người ta đã thử đấy, tức là nước nó chạy, nó phun nước thử thì nó chảy hết cả ra đằng sau và nó chui vào cốp xe. Đấy, nó chui hết vào cốp xe như thế này. Thì đây là cái điều cũng rất là nguy hiểm. Khi lưu thông trên đường thì những cái nước bùn nó bắn lên, nó che hết đèn đi, thì chắc chắn là với tốc độ 100-150 cây số giờ, 120 km/h, thì cái xe sau lao húc vào xe trước, nếu xe trước đang phanh thì chỉ có tan nát thôi, chỉ có chết thôi, chết cả người trước, chết cả người sau và chết cả hai xe luôn, chết cả nhà luôn. Thì đấy là cái điều nguy hiểm mà các bạn phải cẩn thận. Bởi vì ông Phạm Nhật Vượng thì các bạn cũng đã biết, ông ta là cái người mà đã thành công ở cái việc là sản xuất mì tôm, tức là mì ăn liền ở bên Ukraine. Sau đó ông ta bán cái dây chuyền đó về Việt Nam để ông ta làm bất động sản. Thì cái việc bất động sản thì nó lại một chuyện khác. Cái nhà xây chưa hoàn thiện, chưa tốt thì anh có thể chát lại anh bán, hoặc là khi nó đang sốt thì anh có thể bán với giá cao, hoặc là anh bán nhanh, bán đất đi, bán nhanh. Thế nhưng mà cái xe khi mà cả gia đình mua mà ngồi trên đấy rồi thì không khác gì ngồi trên một cái hòm, và chưa biết lúc nào thì chiếc cái hòm đó nó bốc cháy, hoặc là nó bị tai nạn ở dọc đường, hoặc là bị nhiều cái lỗi nữa. Mà những lỗi này thì thưa các bạn rằng là nó sẽ thường xuyên, các bạn sẽ chứng kiến rằng thường xuyên cái xe này, VinFast Fadi này thường xuyên sẽ phát sinh những cái lỗi khác nhau mà không thể lường trước được. Lúc thì có thể lỗi, đây các bạn biết, lúc thì có thể lỗi cái vành đây. Đấy, lúc thì lỗi những cái vành như vậy, tức là không có bùn, nhưng mà trong xe này đây, các bạn biết trong xe này thì nó đều có những cái chắn bùn hết, chứ không phải không, mặc dù xe cũ nhưng đều phải có đầy đủ đấy. Hoặc là lỗi trong máy, đấy máy đây, đây máy đây, trong này đấy. Thì trong cái máy đó thì nó có, các bạn đã chứng kiến rồi, nó bốc khói lên và nó không chạy được nữa, nó dừng hết tất cả lại và mất hết dầu, rồi là mất nước, rồi còn nhiều chuyện khác chắc chắn sẽ xảy ra và rất nguy hiểm đấy. Và không ai sử dụng đi chiếc xe như thế nữa, và phải dừng đường chỉ hết. Và về cái vấn đề môi trường thì các bạn đã biết, thì chúng tôi cũng đã hỏi cái người bán xe ở đó rồi, lần trước chúng tôi cũng đã thông báo. Đây các bạn nhìn xem, họ đã nhắn tin cho chúng tôi là đấy là Euro 4 thôi, Euro 4 đấy, các bạn thấy không? Euro 4 thôi. Đấy, chứ không phải là xe cấp cao gì. Đấy, mà Euro 4 thì các bạn biết rằng là đấy là cái thứ mà ở châu Âu và ở Đức người ta đã dừng, đã không sử dụng từ rất lâu rồi. Đây là cái bảng để các bạn tự tra cứu, nếu các bạn đánh cái phần Euro, tiêu chuẩn Euro cái thì lập tức nó sẽ ra rất là nhiều những cái thông tin. Mà thông tin này các bạn tự tra cứu được. Đây, nó Euro 4 thì nó ra đời từ châu Âu từ năm 2005. Bây giờ 2019 rồi, là cách đây 14 năm rồi thưa các bạn, 14 năm rồi. Đấy, và họ đã dừng
họ đã dừng đăng ký, không cho phép đăng ký những cái chiếc xe Euro 4 từ tháng 1, ngày 1 tháng 9 năm 2009, tức là cách đây 7, vâng, 2019, đấy, 10 năm, vâng, tức là 10 năm rồi, đây này, cái chỗ dừng luôn, tức là từ lúc đấy, tức là từ lúc bắt đầu đăng ký tiêu chuẩn Euro 5 là cho những chiếc xe mới, thì là cách đây 10 năm rồi, thì là họ đã vứt cái dây chuyền và Euro 4 đi cách đây 10 năm rồi. Thế mà không hiểu tại sao thì những cái người mà doanh nghiệp ở trong nước họ lại đem chiếc xe mà với tiêu chuẩn Euro 4 về Việt Nam lắp, rồi sau đó còn không được thử về chất lượng, và bây giờ đã xảy ra những cái hậu họa một cách ghê gớm như vậy cho cái người dân Việt Nam, cho những người phải mua phải những chiếc xe như thế này thì rất là nguy hiểm. Đây là cái máy, các bạn cũng tự nhìn thấy, đây là cái máy xe ở dưới đấy, máy xe đấy, và dưới máy xe VinFast đấy, pha đi ở dưới nó có 4 cái xi lanh đấy, trong khi máy xe Opel ấy thì là chỉ có 3 thôi, là 1.0 3 thôi, bởi vì nó thấy là đủ. Nhưng mà nó thiết kế bây giờ lại thêm một cái máy nữa, thì tất nhiên là thêm máy thì phải thiết kế thêm những cái phần là điều khiển khác, nó phải tích hợp từ phần số, hộp số cho đến phần điện, tất cả các thứ khác. Nhưng mà trong một thời gian quá ngắn thì có thể là bên VinFast không có điều kiện, không có thời gian thử, không có thời gian thiết kế, thế là cứ lắp vào và bán thôi. Đấy. Thế nên mà vắt lắp vào và bán như thế này thì rất nguy hiểm đến tính mạng người dân. Mặc dù là tôi khi mà chúng tôi đăng những cái thông tin như thế này thì rất nhiều những cái người bạn, người trong nước Việt Nam mà không biết là nick ảo hay nick thật thì cũng là, có những cái câu nói mà nó bất nhã, nhưng mà không sao cả, đến tự do ngôn luận cứ nói thôi. Nhưng mà thực tế nó là thực tế, bởi vì là khi xe không đạt chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn thì không nên mua, và nếu mà mua mà không đúng tiêu chuẩn thì có thể trả lại. Và bây giờ thì cái cụ thể thì các bạn cũng đã thấy do cái sự chia sẻ của rất là nhiều những cái người ta chia sẻ trên mạng khi họ mua phải những chiếc xe này. Đây, như chị Linh chẳng hạn đấy, chị đã nói rất rõ, và tôi cũng có cái tin nhắn của chị rồi đấy, là chị nhắn là cái xe này là rõ ràng là chị vẫn nghi là không phải là do bị chảy nước đâu, mà vẫn rõ ràng là do dầu chứ không phải nước, dầu bị bung máy chảy dầu hết đấy chứ không phải nước đấy. Cái SMS, cái tin nhắn này tôi có, nhưng mà rất tiếc là tôi không kịp in ra, thì có lẽ lần sau tôi sẽ in ra để cho các bạn cùng biết đấy. Thì đấy là cái thông tin mà cái chị Tiên Linh này chị đã nói về cái việc thất vọng về cái điều đó. Và tất nhiên là với sự quảng bá, quảng cáo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, như các bạn cũng đã thấy, ông Trọng là bác ấy rất là hay đến những cái chỗ như thế này. Thì ông ấy thì cũng muốn là thôi thì thay kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của ông ấy thì cũng gần như thất bại rồi. Thì bây giờ chỉ còn có cái là kinh tế tư nhân thôi. Thì tìm cách mọi cái là đưa một số cái công ty tư nhân vào, công ty nhà nước, thì bây giờ các bạn thấy cũng đã biết rồi. Nó thất thoát, nó lỗ, rồi mất hàng triệu tỷ đồng, rồi nó bị tham nhũng, rồi bị đủ thứ. Tức là những cái nắm đấm của các ông là bây giờ thành đất sét hết rồi, tức là thành, và cái tiền mà cái người dân phải gánh chịu đấy là tiền thuế thu được vào đây bị thất thoát đấy. Thì bây giờ thì có lẽ là các lãnh đạo trong nước cũng đang cố gắng là đưa những cái doanh nghiệp cá nhân lên, tư nhân lên. Thế nhưng mà cái tư nhân này thì nó lại cũng rất là, ở Đức người ta gọi đấy là gọi là tư bản hoang dã, thời kỳ tư bản hoang dã, tức là nó không phải tư bản, nhưng nó chuyển biến từ cái thời kỳ nọ sang thời kỳ kia. Thì tư bản là hoang dã có nghĩa là người ta làm theo cái kiểu là tư bản thân hữu, thân những cái người nọ, thân người kia, thân một số người, thì sau đó lại dùng những cái chính sách, tức là tham nhũng chính sách để lấy được đất đai, như công ty VinFast đã có hơn 300 hecta để lấy luôn rồi ở Hải Phòng để làm xe. Nhưng mà thực ra xe mà sản xuất thế này thì không cần đến đất như thế để làm, và xe thì lại hỏng. Và tôi cũng vừa được thông tin là anh Phạm Nhật Vượng anh còn mở hãng hàng không nữa. Thế hãng hàng không để làm gì thì cũng là để lấy đất đai thôi, để lấy mua lại giá rẻ những cái công ty nhà nước, những công ty cổ phần, để họ lấy cớ thôi, để họ chia nhau, chứ cũng chả phải là cái gì ghê gớm cả. Thì đấy là cái cách làm của họ, bán được không cần biết, tính mạng người dân không cần biết, nhưng mà miễn làm sao là có thể là có đất hoặc là có tiền vay được tiền là được. Và chính vì vậy là Fitch Ratings của tại Mỹ đã ngừng đánh giá công ty tập đoàn VinGroup rồi. Đấy, bởi vì là nó không đạt, không có một tiêu chuẩn nào nữa rồi để đánh giá nữa. Và bây giờ khi mà họ không đánh giá nữa thì cái việc mà đi vay tiền ấy, VinGroup đi vay tiền sẽ rất khó khăn, không ai cho vay nữa để làm tiếp nữa. Mà chiếc xe đã không bán được rồi là khi mà đánh giá, người ta đánh giá cũng tệ nữa, tức là tiêu cực. Thì giống như một cái anh mà nhà nghèo, anh không, tức là anh làm ăn thua lỗ, không có tiền gì cả, không biết có trả được nợ không, thì khi các bạn đến nhà băng thì không ai cho các bạn vay cả. Thì đấy là cái điều mà hiện nay là VinGroup đang gặp phải, và trong đó thì có VinFast thì đã gặp phải với việc lần đầu tiên ra đời một cái dòng xe nói là niềm tự hào Việt Nam, nhưng mà nó lại là dòng xe tệ nhất của Việt Nam. Đấy là việc mà liên tục xảy ra những lỗi rất là sơ đẳng và lỗi rất nghiêm trọng, và lỗi không thể nào tiếp tục được vận hành nữa. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải xem xét thêm. Vâng, thì đây các bạn thấy, đây là chiếc xe Chevrolet
Vâng, thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái nơi mà chúng tôi đang đứng ở đây để các bạn biết là nó là chỗ nào. Đây, đây là cái để tôi quay cho các bạn biết. Đây là cái xem các bạn, đây là cái visit card thơ. Đấy, visit card thơ đây. Đấy, tôi để xem nhá. Visit card thơ đây. Và đây là của người đây. Visit card thơ của ông này là Alex Run. Đấy, KSZ Meister, có nghĩa là ông này là người mà được đào tạo và được có một chứng chỉ rất đàng hoàng của Đức về chuyên về các loại dòng xe. Thì ông ta đã nói với tôi là như vậy, là chiếc xe này là cần phải thu hồi, với dạng xe như thế này phải thu hồi. Đấy, là không thể nào mà lấy bán những cái dòng xe mà như VinFast Fadi đã bán. Đấy là nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng người dân. Thì đấy là cái hãng xe mà tôi đang, và ông này là có cái Meister, và ông ta chuyên sửa bán và sửa Chevrolet thôi. Đấy, cho nên đấy là cái tín chỉ rất quan trọng của Đức. Vâng. Đấy thì như đã nói, hôm nay thì chúng tôi đã có cái cuộc gặp với cả ông cái người mà phụ trách về kỹ thuật ở đây, và ông ta đã nói như vậy đối với chúng tôi, và chúng tôi cũng đã truyền tải cái thông tin vừa rồi cho các bạn biết. Và chúng tôi đang đứng ở ngay cái xưởng này, cái xưởng mà có cái hãng xe đấy, và tôi xin quay một chút. Đây là hãng xe. Đây, vâng. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Nhá. Đấy. Thì đây là cái tôi đang đứng ở chỗ mà cái hãng xe, mà chính cái hãng xe này đã bán cái dòng xe Chevrolet mà trước đây thì chúng ta đã cũng đã thấy là ở Việt Nam cũng có, nhưng hiện nay thì không có những hãng nào ở Đức bán dòng xe nữa, bởi vì họ đã chấm dứt bán cái dòng xe này từ năm 2016 rồi. Và ngay phía trên kia các bạn cũng đã thấy ở trên kia. Đây, đấy là cái biển, là cái biển của logo của Chevrolet vẫn còn, nhưng mà cái biển to ở trên thì đã dỡ hết rồi. Dỡ hết tất cả các biển ở trên rồi. Và bây giờ chỉ còn cái logo, bởi vì ở đó logo đó là vì sao? Họ vẫn làm, nó gọi là service. Service tức là họ làm dịch vụ sửa chữa những cái xe mà đã bán ra cho người dân ở đây, thì họ vẫn sửa chữa hoặc là lắp đặt những cái phụ tùng thay thế cho những chiếc xe cũ đó. Thế còn bán mới thì không có nữa. Và chính vì vậy mà vừa rồi ở Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast đã có được cái dây chuyền gọi là tiêu chuẩn cũ của GM để về lắp ráp, và hiện nay thì đã gặp những cái hậu họa rất là nguy hiểm ở trong nước, đó là việc mà xe sản xuất ra, mới sản xuất ra mới đi được 79 km và đã gặp những cái lỗi rất lớn, đó là chảy dầu và lỗi về nước vào và những cái vấn đề khác. Và chắc chắn rằng là trong thời gian tới thì các bạn sẽ chứng kiến tiếp theo những cái lỗi khác nữa. Thì đấy là thông tin sự thật, đó là như vậy. Và hy vọng rằng là những cái tờ báo và đài phát thanh và truyền hình trong nước hãy tự tìm hiểu thêm những thông tin khác nữa về cái dòng xe này, về cái hình thức kinh doanh này của ông Phạm Nhật Vượng, để tiếp tục đưa tin cho bạn đọc. Bởi vì là thực ra tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu sâu, để cung cấp thông tin sâu cho các bạn. Tôi chỉ cung cấp một cái hướng và cái thông tin cơ bản. Thế sau đó rồi trên cơ sở đó thì những cái tờ báo và đài truyền hình trong nước là cái nơi mà đã ăn tiền thuế, dùng tiền thuế của người dân để phục vụ người dân, thì phải tìm hiểu rõ ràng những phần vấn đề kỹ thuật, về vấn đề giá cả, về vấn đề môi trường của những chiếc xe như của VinFast, để cung cấp cho toàn 90 triệu, hơn 90 triệu người dân trong nước, để họ biết cái sự thật về chiếc xe đó như thế nào. Thì như vậy thì các bạn mới là cái, đó là vai trò của báo chí, của truyền thông ở trong nước khi sử dụng tiền thuế của dân. Thì cái điều đó các bạn phải làm, không nên lảng tránh, và cũng không nên vì một lý do nào đấy mà doanh nghiệp có thể lobby, có thể dùng phí bôi trơn để mua những tờ báo này. Thì đấy là cái, đó là một cái tội ác rất lớn đối với người dân. Khi mà các bạn dùng tiền thuế, chính người dân nuôi các bạn, thì lại các bạn lại không phục vụ, các bạn lại đi phục vụ một số rất nhỏ cái ông chủ nào đó trả tiền cho các bạn để im lặng, hoặc là để đăng ở với hình thức là khác đi, thậm chí sai sự thật. Thì đấy là điều mà cần phải làm thời gian tới đây. Và hy vọng rằng là những cái tờ báo khác cũng theo những cái thông tin, theo những cái gương như tờ báo Phụ Nữ vừa qua cũng đã đăng một cái bài về VinFast Fadi, hoặc là báo Tuổi Trẻ cũng có một chút đấy, hoặc là báo Dân Trí cũng đã đăng một chút. Thì điều đó cũng rất là quan trọng trong cái cuộc sống, cũng như là cho cái đời sống của bà con trong nước, và cái an toàn của người dân là trên hết. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái truyền hình trực tiếp của Trung Khoa Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, mùng 10 tháng 7 2019. Và các bạn hãy để lại những comment, những câu hỏi ở ngay trong cái live stream này, để tôi có thể điều kiện có thể tiếp tục tìm hiểu và trả lời cho các bạn trong thời gian tới về trường hợp những chiếc xe của VinFast, và kể cả về tất cả những cái vấn đề kinh tế xã hội mà các bạn cũng quan tâm.
Vâng, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Xin chào các bạn. Và các bạn bấm theo dõi Lê Trung Khoa, bấm theo dõi Thời báo.de và YouTube của Thời báo.de nhé. Xin chào bạn.